Dung xin chào tất cả các bạn. Hôm nay lại là ngày nghỉ của mình và mình chuẩn bị bữa ăn trưa giống như mọi lần. Thì mình hôm nay sẽ làm bánh xèo. Bánh xèo thì mình xài là bột Vĩnh Thuận. Tại vì cái này thì làm thì nó rất là nhanh, không cần phải xay bột, không cần phải xay cơm nguội giống như là bánh xèo mà mình tự mình pha. Nên cái này làm dễ luôn, nó không có khó. Cách chỉ dẫn thì nó có ghi sẵn ở đây hết trơn rồi, mình làm theo cái này thôi à. Mà hôm nay mình sẽ làm bánh xèo với lại hải sản. Hải sản thì mình mua mấy cái tôm mực đồ á ở trong chợ Cao Phu á. Bây giờ mình làm đơn giản để ăn ngày hôm nay. Thì mời các bạn cùng xem mình làm bánh xèo nha. Mình sẽ làm nguyên một bịch luôn, nguyên một gói như vậy là 400 gram. Dừa ở đây hiện nó nói là 700 đến 800 ml nước cốt dừa. Thì cái hộp này á là 400 ml. Mình sẽ thêm 300 ml nước lạnh nữa. Ý tại sao mình không lấy bia ta? Là mình bỏ bia vô nó cũng giòn á, nên mình tìm được chai bia nè. Thôi ở nhà còn một chai bia. Thì bây giờ mình sẽ bỏ thêm 300 ml bia. Và tất cả là 700 ml. Nếu thiếu lát nữa mình sẽ thêm nước vô. Và mình bắt đầu quậy lên thôi. Cái máy rửa chén đang rửa, nó nằm ở dưới chỗ này luôn, nên là sẽ nghe ồn. Cả nhà thông cảm nha. Mình sẽ không có dùng trứng nha các bạn. Mình làm giống như ở trong cái công thức của bột Vĩnh Thuận luôn á, là không có trứng. Mình thấy nó đặc đặc này nè. Bia nó có bọt bia nên nó nở ngộ quá ha. Thấy nó đặc. Mình sẽ cho hết bia luôn. Tại vì nước cốt dừa bên đây nó không phải giống mình, nó đặc rồi. 400 chai bia 400 ml. Chắc phải là cho thêm nước vô. Không biết kết quả nó như thế nào. Đây, bia này là bia đỏ nha cả nhà. Bia nè, bia đỏ. Không, bia đỏ. Red. Loại bia này uống ngọt ngọt, dành cho phụ nữ uống ngon. Vậy nó đã là 900 ml rồi. Đó, bây giờ mình sẽ để ở đây chút xíu nữa rồi mình sẽ chế miếng dầu vô. Bây giờ mình sẽ đi bứt rau. Ở ngoài hôm nay là -1 độ. Nó lạnh teo luôn ở ngoài á. Đi thái rau thôi. Ở ngoài cho các bạn xem là sương mù dày đặc luôn. Đó, thấy không? Trời âm u. Không có chút xíu nắng nữa. Bây giờ thì nó đã tan rồi nè các bạn. Đá nó đã tan rồi nè, chứ hồi sáng này á là nó đông đông đá lại luôn á. Cỏ nó lên nhiều quá tại vì mưa nên không có cắt cỏ được á. Nhưng mà không có thiệt là lạnh. Hồi sáng này mình coi -1 độ. Ôi trời ơi, nó chết hết trơn rồi. Khoảng trời mình không có ra vườn luôn. Nên nó là với lại cái con mèo nó phá nè, các bạn thấy không? Đây là những con mèo nó phá đó. Nó làm nè, nó vô đây không biết nó tìm cái giống gì trong đây nữa. Bứt cái rau này. Cái rau này để dành ăn bánh xèo nè. Cái rau này là rau chua. Kỷ niệm của chị Trang ở Bordeaux tặng cho mình. Trời ơi, nó đóng đá hết trơn rồi, hành hẹ nó cũng bị hành. Hôm nay mình nói ra mình bức hành á, nó cũng hết rồi đó. Đây, đi coi có cái gì không. Rau này rau củ tây để làm xà lách ăn á.
nó dễ lên lắm. Này đóng đá luôn ha. Rau này làm salad nè. Trời ơi, nó ăn không hơn kịp luôn á. Nó cứ mọc lên hoài à. Mà nó cỏ rồi nó lẫn lộn tùm lum hết trơn à. Ở đây nè các bạn thấy cái hộp của nó nè. Gió hỏi nó bay á nên nó mọc dưới đây luôn. Chỉ còn cái rau này là sống sót được mùa đông thôi. Rau mùi này nè. Còn nhiêu là mùa đông nó chết hết cả nhà. Hôm nay là coi như là có gì ăn nấy đó. Rau rác cũng còn như trơn á. Mình cũng không có chuẩn bị trước á. Nên nó là không có đi chợ. Thôi cây nhà lá vườn. Có nhiêu đây. Nó xa quá. Bánh xèo ngày hôm nay là không có rau rác gì hết trơn á. Ở đây được mớ cần. Ây da. Mà nó già quá trời rồi. Thôi đi vô luôn. Teo teo lạnh quá. Đi vô nhà. Đây là cái hải sản nè. Hải sản này thì nó mặn mặn rồi nha. Nên đó mình đừng có bỏ gì hết trơn. Nếu không lấy mình nếm ra thì mình bỏ chút xíu đường thôi cũng được. Nhưng mà lát nữa mình chấm trong nước mắm rồi thì đâu có cần nêm nếm chi cho nhiều. Bỏ thêm tiêu. Tiêu một hũ luôn. Con gái của mình mỗi lần nó làm nó sai á. Nó khỏi mất công mỗi lần cái lấy cái máy ra sai. Nên nó sai lần hũ. Ủa chứ ăn nhanh lắm tại vì mấy đứa con mình nó làm đồ ăn của Tây á là nó hay bỏ tiêu. Cái hải sản là nó ra nước nhiều. Nên nó là lát nữa mình phải bỏ cái nước này đi á chứ nếu không mà nó vô cái bánh nó không được giòn. Cái này nó teo lại còn có một miếng nữa nè. Đó hồi nãy nhiều ha. Rồi nó teo lại có một miếng nè. Nó chín lẹ lắm. Là đậu mực nè. Giống như kiểu mà nhà nghèo mà ăn cái đồ mà rẻ tiền nhất á. Nó lạc. Mình thấy lạc nhất à. Phải nêm gia vị thôi. Chắc tại vì hồi nãy mình rửa kỹ quá đó. Hôm nay lạp nó không được đẹp gì mấy. Hồi nãy giờ mình chiên xong á mà mình bận việc mình đâu có ăn liền được đâu, giờ nó hết nóng rồi. Đó. Hồi nãy giờ ăn mà quên mở đèn, tối đèn. Thì chỉ thấy thiếu thiếu gì á. Cái rau nó chua, thêm cái đồ chua nữa. Uống miếng nước bưởi. Cái này là nước bưởi của Tây nè. Bưởi của Tây cái màu nó đỏ. Nước bưởi nó chua lét rồi. Tính ra là lâu rồi đó, cũng không ăn bánh xèo. Tại hồi đó mấy đứa nhỏ nó ăn, bây giờ nó hết ăn rồi. Bây giờ nó ăn toàn là cái bột không à, nó không có ăn nhân. Mình chiên ra có hai vợ chồng ăn. Mình cũng ít làm. Ăn bánh xèo chuối ăn rau rồi. Mà rau kỳ này nó không ngon.
do cái phần ở trong nó cứng. Nước mắm nó cay quá. Chiên cái chảo mà để xào á, cái lớp trên nó mỏng. Cái đá này công nhận nó chua thiệt luôn á. Cây nhà lá dừa. Cái lá này mình cũng biết nó tên gì nữa, không biết phải ri bạc không nữa. Mình nhìn thì nó giống ri bạc mà không biết phải không. Mấy chị nói là cây lá chua thì nói cây lá chua thôi. Vô rộng luôn ha. Ai ăn cũng thích ăn cái lớp bìa này ha. Bên mình có cái chảo á, cái chảo màu trắng trắng á, trời ơi chiên đã. Bên mình xuống xách xe ra đường có ăn, cái gì cũng có. Bên đây không có gì được đâu. Thôi video của mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và hẹn gặp lại video sau. Chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Nhớ nhấn like nữa để lại bình luận.